Xin được chào đón tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Doctor Khỏe. Nếu đến với chương trình này cập nhật những thông tin cần thiết mà chỉ có quý vị khán giả cùng với Ốc Thanh Vân thôi thì cũng buồn quá. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chào đón một nhân vật quan trọng không thể thiếu của chương trình. Hãy cùng chào đón Doctor Khỏe. Doctor Khỏe xin chào quý vị khán giả. Tới cái tuổi tóc bắt đầu đổi màu, nhiều người hoang mang, lo lắng bệnh tật bủa vây. Nhưng Doctor Khỏe tôi thì luôn yêu đời. Bởi không cần thuốc thang thần dược, chúng ta vẫn khỏe mạnh nếu chúng ta biết ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Đặc biệt là biến món ăn của chúng ta thành những bài thuốc quý bổ dưỡng cho sức khỏe. Nghe Dr. Khỏe nói về một loại thực phẩm vừa để chế biến thức ăn mà vừa là một bài thuốc nữa. Ốc nồn nào muốn biết quá à. Muốn biết phải không? Đang rất là háo hức. Su Hào ơi, ra đây nào. Su Hào chào Dr. Khỏe. Chào chị MC xinh đẹp và quý vị khán giả. Ôi, Su Hào thật là dễ thương. Không phải dễ thương thôi đâu. Su Hào là một loại thực phẩm vừa ngon, vừa bổ mà lại tốt cho sức khỏe của mọi người nữa đó. Sở dĩ như vậy vì trong Su Hào em có rất nhiều albumin, đường, sợi thô, canxi, phốt pho, sắt, vitamin C. Mà mấy thứ đó cơ thể con người rất cần thiết. Ủa, albumin là gì? Nghe lạ quá Dr. Khỏe. À, đó là một loại protein cực kỳ quan trọng của cơ thể. Nếu thiếu nó, cơ thể sẽ khó hấp thu dinh dưỡng và sinh ra nhiều loại bệnh. Chà, vậy là Su Hào là một loại thực phẩm rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Chứ sao? Tí em nhỏ như cái giả đó nha. Em còn hỗ trợ thanh lọc máu và thận nữa kìa. Chị Ốc chưa hiểu lắm vụ này. Vì Su Hào có vitamin C, potassium, vitamin B6. Vì vậy, nó giúp thanh lọc máu và thận tốt, loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể, giúp tiêu hóa dễ dàng. Vậy là chúng ta phải bổ sung Su Hào vào thực đơn hàng ngày của gia đình. Ấy, nói vậy cũng không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải ăn Su Hào đâu nha. Cái gì ăn nhiều cũng không tốt đâu đó. Chị Ốc biết không, em còn tốt cho xương nữa đó. Bởi vì em chứa nhiều mangan cao, sắt, canxi giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương. Ông có nghĩ rằng để ngăn ngừa loãng xương chỉ có uống thuốc hoặc là uống sữa. Ai ngờ là Su Hào cũng có công dụng này nữa. Thật là tuyệt vời. Chưa hết đâu MC xinh đẹp à. Su Hào nhỏ bé của chúng ta còn tốt cho hệ thần kinh và cơ, giúp cơ thể phản xạ tốt. Em còn nhiều giá trị lắm, nhưng nói ra nữa sợ mấy bạn rau củ khác sẽ ganh tị á. Su Hào thật là lém lĩnh quá đi. Mặc dù em chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng cơ thể em rất ít calo, nên em rất phù hợp cho những ai muốn giảm cân đó chị Ốc. Chị Ốc và mọi người thấy em tốt vậy chưa? Không nên lạm dụng nhiều, và đặc biệt là phải hỏi ý kiến của Dr. Khỏe, đúng không Dr. Khỏe? Vậy thì để Dr. Khỏe giúp Su Hào chỉ MC và khán giả cách sử dụng để tốt cho sức khỏe nha. Dạ, đúng rồi đó Dr. Khỏe. MC biết không, Su Hào tuy tốt nhưng không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn sống. Đối với người bị khó tiêu hay đau dạ dày thì càng không nên ăn. Những ai bị rối loạn tuyến giáp nên hạn chế sử dụng Su Hào, vì Su Hào có chứa chất goitrogen không tốt cho sức khỏe nha. Cách ăn tốt nhất đó là luộc hay nấu canh thì hiệu quả sẽ cao và hạn chế được chất bất lợi của Su Hào đối với cơ thể. Thật là tuyệt vời phải không quý vị khán giả? Quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình để biết thêm nhiều những thông tin cần thiết về những loại dược liệu quý nha. Còn bây giờ, MC, Dr. Khỏe và Su Hào xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình lần sau. Bye bye. Tạm biệt mọi người.